Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại VTV. Và hiện tại thì là 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9. Và như các bạn đã biết thì vừa qua Apple họ đã tổ chức một cái sự kiện vào ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại những cái điểm chính, những cái điểm mấu chốt của sự kiện lần này, để cho những bạn nào mà chúng ta không thức đêm mà chúng ta xem livestream được thì bạn có thể xem cái bài tổng hợp của mình nhé. Và trong sự kiện này sẽ có gì thì hãy xem tiếp video của mình. Rồi, bắt đầu thôi. Rồi, và đầu tiên thì Apple mở màn một cách khá là hay. Và đây là một cái dạng livestream mà Apple họ đã quay trước tất cả những cái short rồi. Và họ lên một cái kịch bản kỹ càng và họ quay dựng và sau đó họ phát cho chúng ta xem, chứ không phải là một sự kiện trực tiếp trên một cái sân khấu và mời rất là nhiều phóng viên. Đó, thì do là năm nay dịch cho nên là chúng ta sẽ không được tập trung đông người, đơn giản thế thôi, cho nên Apple họ sẽ làm theo cái sự kiện theo dạng kiểu như thế này. Rồi, và sau cái mở màn đó thì Apple họ đã nói rằng những cái sản phẩm của họ thì đều được làm từ những cái vật liệu tái chế. Và mở đầu đó chính là một cái chiếc Apple Watch Series 6. Đúng theo như cái tên gọi sự kiện là Time Fly thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mở màn liên quan về thời gian, đó chính là cái chiếc Apple Watch Series 6 mà mình đã kể trên. Thì về cơ bản Apple Watch Series 6 thì nó sẽ tương tự như là Series 5. Nó sẽ được nâng cấp một số những cái thứ như sau. Đầu tiên đó chính là về phần cấu hình. Thì phần cấu hình của chiếc Apple Watch Series 6 thì nó sẽ sử dụng một cái con chip mới hơn, cho phép cái chiếc Apple Watch này hoạt động tốt hơn, nhanh hơn 20% so với con chip trên Apple Watch Series 5. Cái thứ hai đó chính là Apple đã tích hợp một cái tính năng cũng như là những cái con chip, và thêm vào đó là một cái phần mềm nữa để giúp cho cái chiếc Apple Watch này nó có thể đo được nồng độ oxy trong máu của bạn. Và một cái chiếc Apple Watch như vậy nó chỉ tốn 15 giây để có thể đo được nồng độ oxy trong máu của chúng ta mà thôi. Và nếu như mà cái nồng độ của bạn dao động từ 90-95% thì đã là ổn định. Và nếu như dưới 80% thì Apple sẽ cảnh báo cho bạn một số những cái bệnh lý liên quan mà khi mà các bạn đeo thì nó sẽ cảnh báo thật là chi tiết dành cho các bạn nhé. Một điểm nâng cấp nữa ở trên cái chiếc Apple Watch Series 6 này thì màn hình của nó sẽ được trang bị Always On Display, cho phép các bạn có thể check những cái thông tin của các bạn bất kỳ lúc nào mà chúng ta không cần mở cái chiếc Apple Watch của các bạn lên. Điều tiếp theo đó chính là về phần dây đeo. Thì năm nay Apple Watch sẽ có một cái kiểu dây đeo mới, đấy chính là cái kiểu loop, là các bạn chỉ cần trượt cái chiếc Apple Watch vào trong tay thôi mà chúng ta không cần phải mở dây hay là mở khóa gì cả. Và cũng có thêm một màu mới, đó chính là màu Red Product kèm với màu xanh. Thì cái phần này Apple đã cập nhật thêm cho chúng ta để các bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn để bạn có thể sử dụng. Và giá bán khởi điểm của một cái chiếc Apple Watch Series 6 như thế này thì nó sẽ có mức giá là $399 cho cái phiên bản là GPS. Và nếu như mà bạn muốn mua phiên bản LTE thì nó sẽ có cái mức giá là $499. Đó. Và sản phẩm Apple Watch tiếp theo đó chính là Apple Watch SE. Thì nó sẽ khác gì với Apple Watch Series 6? Về cơ bản thiết kế của nó thì sẽ giống với chiếc Apple Watch Series 6 và nó sẽ sử dụng cái con chip của Apple Watch Series 5. Chính vì vậy thì cái hiệu năng của nó sẽ thấp hơn con Apple Watch Series 6 một tí. Ngoài ra thì cái thiết bị này nó được tích hợp rất là nhiều những cái tính năng để giúp cho ba mẹ có thể quản lý con cái thông qua một chiếc Apple Watch thôi, mà các bạn không cần phải mua cho con mình một cái chiếc iPhone để chúng ta có thể quản lý, mà quản lý thông qua đồng hồ. Và chỉ có duy nhất một số những điểm như sau sẽ không có trên con SE này. Đó là đầu tiên, đó chính là cảm biến té ngã ECG đó, để giúp cho cái chiếc Apple Watch nó có thể phát hiện được các bạn bị té ngã thì nó sẽ thông báo về những cái chiếc iPhone mà có liên hệ với các bạn. Cái thứ hai đó chính là trên cái chiếc Apple Watch SE này nó sẽ không có màu đỏ Red Product cũng như là màu xanh. Và giá khởi điểm của chiếc Apple Watch SE thì sẽ là $279 cho cái bản là GPS. Và nếu như các bạn muốn mua LTE thì chúng ta sẽ có cái mức giá là $309. Và nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều so với cái phiên bản Apple Watch Series 6. Và như các bạn đã biết thì trong năm trước Apple Watch Series 5 được ra mắt và Apple Watch Series 3 được giảm giá xuống thì nó là một cái cú hích ở thị trường Việt Nam. Chính vì vậy trong năm nay dự đoán
Sản phẩm này cũng sẽ là một cái sản phẩm rất là hot nếu như những người nào mà quan tâm tới những cái chiếc Apple Watch giá rẻ. Và hiện tại thì Chevronet đang là nhà phân phối Apple Watch giá tốt nhất ở tại thị trường Việt Nam. Và mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần mô tả của video để bạn có thể đặt hàng cũng như là tham khảo nhé. Rồi, ngoài ra còn một thông tin nữa là khi mà các bạn mua Apple Watch trong năm nay, Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE thì sẽ không được tặng kèm phụ kiện, đó chính là cáp sạc. Và sản phẩm tiếp theo được ra mắt trong sự kiện lần này đó chính là những cái chiếc iPad. Và theo như cái bản tin mà mình đã cập nhật lúc trước thì sẽ chỉ có iPad Air thôi. Tuy nhiên thì đợt này Apple ra mắt tới tận 2 chiếc iPad. Thì chúng ta sẽ đi vào cái chiếc iPad Gen 8 trước. Và đây sẽ là một cái chiếc iPad giá rẻ dành cho đối tượng đó chính là học sinh sinh viên và những cái người mà cần một cái chiếc iPad để chúng ta có thể phục vụ những cái công việc khá là đơn giản hàng ngày và không yêu cầu quá nhiều, thì chúng ta sẽ mua cái chiếc iPad này. Về cấu hình thì nó sẽ sử dụng con chip A12. Và bạn đã biết rồi, A12 là một con chip sử dụng cho iPhone XS Max. Tới thời điểm hiện tại thì nó cũng cực kỳ là mạnh để giúp cho bạn có thể thực hiện những cái tác vụ thường ngày dành cho bạn. Và cái thứ ba, một cái điều khá là hay đó chính là cái chiếc iPad này nó sẽ cho phép các bạn sử dụng với bút Apple Pencil đó. Và Apple thì họ cũng có demo cho chúng ta rất là nhiều thứ khi mà chúng ta sử dụng với cái bút Apple Pencil này. Khi mà các bạn viết lên màn hình thì ngay lập tức nó sẽ chuyển thành chữ in cho chúng ta. Cái thứ hai đó chính là cái việc khi mà các bạn xóa những cái ký tự ở trên màn hình thì cũng cực kỳ là dễ dàng. Chúng ta chỉ việc giống như các bạn sử dụng một cái bút bình thường bôi lên và chúng ta xóa. Một điều cực kỳ là tiện lợi với một chiếc iPad khi mà chúng ta dùng với Apple Pencil. Tiếp theo đó chính là cái chiếc iPad này thì nó vẫn sẽ sử dụng cổng Lightning. Tuy nhiên thì khi mà các bạn mua máy thì Apple cũng sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái cục sạc 18W với một đầu Lightning to Type-C để bạn có thể sạc cho cái chiếc iPad này nó nhanh hơn. Và cuối cùng sẽ là giá bán thì nó sẽ có cái mức giá là $329. Và nếu như mà các bạn là học sinh sinh viên thì chúng ta sẽ có cái mức giá là $299, rẻ hơn một tí. Và ở thị trường Việt Nam thì nếu như những bạn nào mà chúng ta quan tâm tới dòng iPad Gen 8 thay thế cho iPad 10.2 inch cũ thì Chevronet cũng là một địa điểm rất đáng tin cậy để bạn có thể lựa chọn với mức giá chính hãng từ khoảng 8 cho đến 9 triệu đồng mà thôi. Rồi, và sản phẩm iPad tiếp theo đó chính là iPad Air 4, và đây là một sản phẩm khá là đặc biệt và mình muốn chia sẻ với bạn. Đối với cái chiếc iPad Air 4 thì nó sẽ sở hữu cái kiểu thiết kế tương tự như là iPad Pro. Và đây là một điều mà Apple nên thay đổi với một cái dòng iPad rất được người dùng ưa chuộng tính tới thời điểm hiện tại. Và nó sẽ có cái kích thước màn hình là 10.2 inch. Cái tiếp theo đó chính là nó được sử dụng con chip A14. Các bạn nghe không lầm đâu, đây là con chip A14 và đáng ra con chip này sẽ sử dụng trên iPhone đầu tiên chứ không phải là một cái chiếc iPad. Và để mình nói thêm về con chip A14 này thì nó sẽ sử dụng công nghệ là 5 nanomet. Và ở cái thế giới công nghệ á thì đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng chip 5 nanomet tính tới thời điểm hiện tại. Và mình khá là bất ngờ khi mà Apple họ lại mang một cái con chip đáng ra nó phải sử dụng trên iPhone để ra mắt ở trên iPad. Và thực sự là mình không biết là khi mà iPhone ra mắt thì Apple sẽ còn gì để nói về những cái chiếc iPhone nữa. Nhưng mà cái đó chúng ta sẽ để sau và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu với iPad Air 4. Và cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nó vẫn sẽ được sử dụng chung với Apple Pencil và thậm chí đó chính là cái cover, cái bàn phím dành cho iPad Pro luôn. Tại vì cái kích thước của nó thì ngang nhau, mặc dù là màn hình có nhỏ hơn thì mình nghĩ rằng cái phần viền màn hình sẽ được Apple họ làm dày ra một tí. Về phần màu sắc thì ngoài những cái màu rất là quen thuộc từ trước tới giờ là màu đen, xám và màu vàng thì năm nay Apple cập nhật thêm cho chúng ta hai màu mới, đó chính là màu xanh lá cây và màu xanh nước biển. Điều này thì sẽ làm cho bạn có nhiều sự lựa chọn về màu sắc hơn để chúng ta có thể mua những cái chiếc iPad này. Và điều tiếp theo mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là cái chiếc iPad này đã loại bỏ cái phím Home và nó sẽ không được thay bằng Face ID, mà cái phím Home này sẽ được tích hợp có Touch ID và được chuyển lên bên trên. Về cảm quan cá nhân của mình đối với một cái chiếc iPad mà cái phần phím Home và Touch ID được chuyển lên trên thì người dùng sẽ hơi khó khăn trong cái việc mà các bạn tiếp cận được cái nút này để mà chúng ta có thể mở khóa cho cái chiếc iPad của chúng ta. Tuy nhiên thì thôi, bỏ qua cái phần đó, có những cái clip sau để giúp cho bạn hiểu hơn về lý do tại sao Apple sẽ làm cái việc này. Và một điểm thay đổi nữa ở trên iPad Air 4 đó chính là cái sản phẩm này cũng sẽ được trang bị USB Type-C. Và cái lợi ích
ích của USB Type-C thì các bạn đã quá rõ ràng rồi, nên mình sẽ không có bàn thêm nữa mà chúng ta sẽ chuyển luôn về phần giá bán. Thì giá bán khởi điểm cho sản phẩm iPad Air 4 sẽ có mức giá là $499. Ở tại thị trường Việt Nam, iPad Air 3 hiện tại thì có mức giá khoảng 13 triệu đồng. Và Sevonet thì cũng đang cho đăng ký cũng như là chờ đợi những tin tức mới hơn về ngày bán chính thức của cái sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Tại vì theo như lịch của Apple thì cái chiếc iPad Air 4 thì sẽ được bán vào tháng sau, chứ không phải là được bán vào thứ 6 như là những cái sản phẩm mà Apple Watch được. Và điều mà các bạn mong đợi thứ nhì ở sự kiện lần này đó chính là về mặt phần mềm. Thì qua ngày mai là ngày 17 tháng 9 thì chúng ta sẽ được cập nhật cái phiên bản iOS 14 cũng như là iPadOS 14 và TVOS 14. Về cái phần cập nhật này thì khi nào có những cái phiên bản cập nhật nó diễn ra bằng OTA thì mình sẽ cập nhật lên cũng như là hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể cập nhật lên một cách nhanh chóng nhất nhé. Và một sản phẩm dịch vụ nữa cũng được Apple ra mắt trong sự kiện lần này, đó chính là gói dịch vụ Apple One. Thì với cái mức giá khởi điểm là $14.95 một tháng thì các bạn sẽ có 4 dịch vụ ở trong cái gói này. Đầu tiên là Apple Music, cái thứ hai là Apple Arcade, cái thứ ba là Apple TV và cái cuối cùng đó chính là iCloud với cái mức dung lượng là 50GB. Và cái phiên bản cao cấp nhất thì các bạn sẽ sở hữu thêm hai dịch vụ nữa, đó chính là Apple Fitness Plus và một dịch vụ nữa đó chính là Apple News Plus để giúp cho các bạn có thể cập nhật được những cái tin tức. Và mình nói thêm về cái dịch vụ Fitness Plus này thì thông thường khi mà chúng ta ra ở phòng tập gym thì bạn sẽ phải bỏ thêm tiền cho PT để họ có thể hướng dẫn cho chúng ta tập. Thì ở đây Apple họ cũng hoạt động tương tự như thế, thì sẽ có những bài tập của những cái PT cực kỳ nổi tiếng và hướng dẫn trên cái dịch vụ này, và các bạn sẽ mua cái gói dịch vụ đó và sau đó chúng ta tập theo những cái người PT đó. Và có rất nhiều những môn thể thao mà các bạn có thể tập trên cái dịch vụ Apple Fitness Plus này. Rồi, và đó sẽ là tất cả những cái sản phẩm mà Apple ra mắt trong sự kiện lần này. Và cái sản phẩm mà các bạn hy vọng nhất đó chính là iPhone 12 sẽ không được ra mắt. Tuy nhiên mình sẽ bật mí một điều về ngày ra mắt của iPhone 12. Và các bạn muốn nghe không? Xem tiếp video nhé. Rồi, các bạn có để ý trong tất cả những cái chiếc Apple Watch Apple họ trình chiếu trên màn hình đều để 1 giờ, đó chính là 10 giờ 9 phút. Và theo như cái cách ghi của người nước ngoài thì chúng ta sẽ ghi ngày trước và tháng sau, thì sẽ suy ra đó chính là ngày 9 tháng 10 chúng ta sẽ có một cái điều gì đó sẽ diễn ra tiếp theo. Và đương nhiên rồi, năm nay chúng ta chả còn gì khác ngoài iPhone 12. Và mình phỏng đoán rằng ngày 9 tháng 10 sẽ được ra mắt iPhone 12 series. Và theo thông lệ, một điều nữa mà mình khá là chắc chắn đó chính là theo thông lệ thì Apple sẽ thường ra mắt vào thứ 3 hoặc là thứ 6. Và các bạn nên nhớ, ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại là thứ 4, nhưng ở Apple ở Mỹ thì chỉ mới là thứ 3 thôi, chứ chưa phải sang thứ 4. Cho nên ngày 9 tháng 10 thì sẽ trùng vào thứ 6, đúng theo lịch ra mắt, đúng theo thông lệ của Apple. Đó. Vậy thì còn lý do gì mà chúng ta không kỳ vọng vào ngày 9 tháng 10 vào tháng sau để ra mắt iPhone 12 nữa, đúng không? Và ok, và như vậy thì mình đã tổng hợp lại sự kiện vào tháng 9 của Apple, một cái sự kiện mà khiến cho người dùng khá là hụt hẫng khi mà không có những cái chiếc iPhone. Tuy nhiên thì Apple họ cũng đã ra mắt một số những cái sản phẩm mà mình thấy khá là hữu ích dành cho người dùng với mức giá khá là phải chăng, kèm với những cái dịch vụ về phần mềm dành cho người dùng có thể mua và chúng ta sử dụng dịch vụ đó. Rồi, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và đừng quên tháng sau vào ngày 10 tháng 9 chúng ta sẽ có một điều đặc biệt nữa của Apple dành cho người dùng. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như các bạn quan tâm tới tất cả những sản phẩm mà mình nói ở trong clip này thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video để các bạn có thể theo dõi cũng như là các bạn đặt hàng những cái sản phẩm này nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.